Xin chào anh em. Thì tựa game Garena Cái Thế Tranh Hùng thì có một cái event sự kiện mới. Sự kiện lần này thì sẽ là Hỏa Thiêu Liên Doanh. Đợt gần đây thì cũng khá nhiều anh em. Nếu như anh em nào mà có để ý hay ở trong group cộng đồng game ấy thì cũng biết là đợt gần đây là rất nhiều cái vần nó liên quan đến, ví dụ là thuyền cỏ mượn tên này, thuyền này, xong rồi lửa lung đấy. Thì anh em cũng chắc cũng đoán được rồi. Theo cá nhân mình thì mình nghĩ là chắc là banner tiếp theo đấy sẽ là hai vị tướng Hạo Đôn, hay chúng ta gọi vui là Đôn Chè, và Chu Du đấy. Trời sinh lượng sao còn sinh du. Nói vui như thế thôi, nhưng mà tại vì cái con Chu Du ấy là con tiếp theo thì mình chắc chắn điều như thế, tại vì hai mảnh ghép vừa rồi ra là Lữ Mông và Lục Tốn của team Hỏa Thiêu đã ra rồi, thì dĩ nhiên nó sẽ phải ra một vị tướng tiếp theo để có thể là trọn vẹn đội hình Hỏa Thiêu. Nói chung về kỹ năng của Chu Du thì mình cũng chưa tìm hiểu nhiều lắm, dạo này mình cũng hơi bận lười nữa, nói thật đấy. Mình sẽ nói thêm một chút nữa, bởi vì dạo này có quá nhiều anh em có vẻ là ý kiến gọi là trái chiều này kia. Người thì bảo là các ông không roll được thì các ông đòi nép này kia. Thì cá nhân mình này, mình nghĩ là cái vấn đề nép ấy thật ra không phải do bên nhà phát hành Garena. Theo như cá nhân mình ấy, thì mình biết là nhà phát hành Garena họ chỉ gọi là hợp tác hoặc là mua game về xong họ phát hành thôi, còn cái vấn đề là nắm cái vấn đề bản quyền hoặc là cái này kia thì, hoặc là có thể chỉnh sửa file gốc ấy, thì mình nghĩ là họ không làm được. Mình cứ đơn cử nhé, ví dụ như một tựa game anh em rất là quen thuộc là Liên Minh Huyền Thoại, nó thuộc bên Riot, họ sáng tạo và phát hành đúng không, thì Garena chỉ họ là chỉ đồng phát hành, họ gọi là phát hành trên một khu vực này kia thôi, thì họ vẫn phải tuân thủ là bây giờ chúng tôi sẽ sử dụng cái bản mà anh cung cấp cho, ví dụ như bản 12.1 chẳng hạn đấy, bây giờ 12.1 bên đấy thì nó có quá nhiều lỗi thì họ sẽ ra 12.2 đấy, thì nhà phát hành Garena thì họ cũng phải tuân thủ theo là họ sẽ phải update lên bản 12.2 cho những người dùng khu vực, chứ họ không thể nào tự ý. Ví dụ như bây giờ anh em thích con quan vũ mạnh này, xong muốn tả từ yếu là họ cũng không thể nào họ tự quyết được đấy. Thế nên anh em yên tâm một điều là cái vấn đề là nép hay là tăng giảm sức mạnh ấy thì là bên studio, và cụ thể là bản, nếu mà bản gốc thì là bản Trung Quốc, nếu mà họ đã tăng giảm thì họ tăng giảm rồi. Và theo như thông tin mình gọi là tin vịt ấy, nói toẹt ra là tin vịt mà mình được biết, thì Tà Từ và Vukat bị nép đấy, còn lại con nào được tăng hay không thì mình không rõ, nhưng mà chắc chắn là bị nép một chút. Cặp đôi cũng hơi bá. Thôi quay lại với event tiếp theo thì mình sẽ nói ngắn gọn một số cái đây nha, anh em có thể nhìn thấy này, đây là lịch server này. Thì ví dụ nhé, mình cứ lấy ví dụ cái server mình là server cụm đầu, nghĩa là ra từ S1 đến S5 ấy, thì mình S5 mà thì là cụm đầu, thì ra ngày 11, ngày 11 tháng 1 thì event bắt đầu sẽ là mùng 8 tháng 2, đồng nghĩa với việc sẽ là ngày mai, tại vì hôm nay mùng 7 rồi đấy. Đấy, kéo hẳn xuống màn hình cho anh em nhìn, thì với những cái server khu vực sau thì sẽ cộng thêm một ngày đấy, tương ứng ví dụ như là 6 đến 8 thì họ mở ngày 12 thì mùng 9 họ mới được chơi đấy, và vân vân mây mây, anh em cứ thế anh em tính. Cái nói chung cái này thì anh em cứ yên tâm là kiểu gì cũng đến lượt thôi. Trước thì có cái trường hợp là thuộc diện bị mất event thì mình cũng có phản ánh lên bên nhà phát hành, và họ cũng gọi là tiếp thu cái đợt mà cái mini event đợt banner quan vũ ấy, là bị mất đấy, và mình phản ánh lên họ cũng tiếp thu rồi, và cũng khá nhiều anh em cũng phản ánh lên cái vấn đề đấy, mặc dù cái đấy thì nói thẳng nó chả ảnh hưởng ý mình cả, thế nhưng mình thấy là cái nó mất đi sự công bằng đấy, nên mình cứ phản ánh. Còn anh em nào gọi là kêu mình khóc thuê này kia thì đấy việc của anh em. Thôi thì lan man nhiều quá,
Điều kiện tham gia là nhân vật đạt cấp 20 trở lên và đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1.7. Lưu ý, sau khi sự kiện kết thúc, lệnh tập kích và các ngọn đuốc chưa dùng sẽ chuyển thành xu và gửi qua thư. Công chủ lưu ý sử dụng trước khi kết thúc event. Xu này nghĩa là cái đồng xu ấy, đồng xu cùi cùi ấy, chứ không phải là xu vàng gì đâu. Thả lệ, trong thời gian sự kiện có thể sử dụng đuốc để tập kích doanh trại. Mỗi lần tập kích doanh trại đều nhận một phần thưởng tương ứng. Mỗi vòng doanh địa đều có nhận phần thưởng lớn. Khi công chủ nhận được phần thưởng lớn ẩn trong doanh trại, có thể lập tức tiến sang phòng tiếp theo, vòng tiếp theo. Nhiều khi anh em cứ bảo là mình sao nói nó bé mới hay nói gọi là không tròn vành rõ chữ, thì nói chung là cái đấy mình cũng sẽ cố gắng. Tuy nhiên các trại chưa được đốt bỏ qua không được tính thưởng. Hoàn thành số phòng các ý là kiểu gọi là đến mốc ấy, sẽ được nhận được tích lũy. Đây là hình ảnh minh họa. Thì nó sẽ có là từng vòng anh em clear được đến 2, 4, 6, 9, 12 vân vân. Anh em sẽ nhận được cái mốc phần thưởng ở bên dưới. Phần thưởng tí mình sẽ nói sau. Bên trên sẽ là một cái chung khu lệnh. Cái chung khu lệnh thì mình nghĩ chắc sẽ chúng ta sẽ ở phần đổi quà này. Anh em nhìn có 4 phần này. Tham gia nhiệm vụ cửa tiệm và đổi quà. Thì chung khu lệnh thì mình nghĩ sẽ là ở phần đổi quà. Còn cụ thể quà thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Phần thưởng sự kiện, phần thưởng đốt trại, mỗi lần đốt đuốc doanh trại có thể nhận được một vật phẩm, các vật phẩm bao gồm là hổ phù vàng, ngọc bội, mảnh trang bị SSR, phiếu kỹ năng sơ trận, pháp lệnh, súng may mắn, tâm đắc, cái này là để nâng cái hồn ấn ấy phải, và xu. Số lượng nhận được mỗi loại là ngẫu nhiên trong một vòng, có thể thêm trong vòng có thể thêm trong khu vực đây thưởng vòng và xem thưởng. Nói chung cái này thì cái này thì đây đoạn dưới này mình đây các vật phẩm thì nó sẽ có là cái này là phần phần thưởng theo vòng nhé. Chung khu lệnh X2 ở vòng 2, bí kíp chiến thuật. Mình cứ nói từ từ từng cái đi. Chung khu lệnh là cái để up up cái trận pháp ấy. Chu tước bạch khổ huyền vũ này kia ở trong cái băng ở trong cái phần bang ấy đấy. Bí kíp chiến thuật sẽ là nâng trận pháp ở phần trận hình đấy. Vòng 1 thì chúng ta sẽ thật cần một, vòng 2 chắc cần 2, vòng 3 chắc cần 4, mình đoán thế. Mình cũng chưa nâng được hết vòng 2, mới lên vòng 2 mình đã tắc ỉ rồi. Sẽ võ quán quân để chúng ta để nâng tinh thông mình hay nói tinh thông 1 2 3 cho nó nhanh. Chứ nhiều khi mình cũng không nhớ cái gì tinh thông này kia xong rồi đại soái cũng chả nhớ đâu. Nói chung nó cũng ba mốc mà, mình cứ nói thế cho nó nhanh. Hồn ấn SSR ngẫu nhiên, cái này thì khỏi nói rồi. Bí kíp chiến thuật 3, nói chung là cái này thì ở mốc 12 thì mình thấy khá là phèn. Tại cái bí kíp chiến thuật này không phải là cái gì quá gọi là to tát lắm. Với mức mua đấu giá nó cũng khá là rẻ. Và ở bên trên cũng có rồi. Sao lại hồn ấn tự chọn ở mức 1? Lỗi à? Chắc chắc là viết thiếu số ấy. Mình nghĩ chắc viết thiếu số à, hoặc là cái này vòng mười mấy. Chứ hồn ấn thì SR tự chọn ở vòng 1. Điêu. Duyên Ngọc X2 ở vòng 20. Duyên Ngọc thì chúng ta sẽ để nâng cái phần duyên ở trong dạng kiểu bộ sưu tập tướng ấy. Đấy. Sơ lược về Vũ An. Vũ An thì hình như là cái mình nhớ không nhầm, hình như Vũ An này là cái để nâng tinh thông 2 vậy. Đấy. Đây có nó có một số hình ảnh đây. Thì chúng ta có thể là nó theo hình kim tự tháp mà cụ thể thì nó nhận được nó rất là ngẫu nhiên. Đấy. Nó sẽ có phần quà như anh em có thể nhìn thấy. Nhiệm vụ mỗi ngày có thể hoàn thành, khi hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Đây, điểm danh một lần sẽ nhận được một ngọn đuốc và 10 vàng. Tổ đội ấn thú 5 lần sẽ nhận được một đuốc 10 vàng. Đấu hạng cũng 5 lần cũng được như thế. Chơi mini game câu cá hái dược, nói chung cái này thì gần như là ngày nào chúng ta vào cũng kia thôi. Dùng xẻng sẽ nhận được một.
Và khi anh em làm hết được 5 nhiệm vụ thì sẽ mở được một cái dương nữa, có một đuốc và 50 kim nguyên bảo. Tổng cộng là chúng ta sẽ được 100 kim nguyên bảo hàng ngày và 6 đuốc. Đấy. Nói chung cái này cũng là dạng chúng ta cũng phải làm nhiệm vụ hàng ngày mà, nên nó cũng không có gì phức tạp đâu. Ở phần tiệm sự kiện có thể mua ngọn đuốc bằng vàng hoặc kim phiếu. Đấy. Nói chung cái này thì đây bên dưới nó cũng có viết này. Hai ngọn đuốc giá 400 vàng, mua tối đa là 25 25 lần đấy. 25 lần thế là nghĩa là 10k. 10k thì chúng ta sẽ được 50 ngọn đuốc. Nói chung cái này thì mình không biết là nó có set up kiểu dạng kiểu cố định theo vòng hay không, nhưng mà cái mình nghĩ là khả năng là có đấy, chứ còn nó cũng không kia đâu. Khả năng cao là nó lại kiểu set up theo vòng, tại mình thấy game này kiểu đa phần các sự kiện là mọi người đều gọi là nhận được phần thưởng gọi là kiểu xem nhau không lệch đâu. Nói chung là đến khi event ra thì có khi mình sẽ gọi là làm chuột bạch để cho anh em. Đây, nó có một số hình ảnh. Nói chung cái vấn đề về event này thì cá nhân mình cũng nó cũng chưa ra, đâm ra mình cũng chưa tính được nó sẽ là bao nhiêu vòng này kia để chúng ta có thể gọi là ví dụ bỏ 10 các quy nguyên bảo cộng với làm nhiệm vụ hàng ngày này kia thì sẽ được tầm bao nhiêu. Đấy thì cũng chưa rõ. Và nếu anh em gọi là có tiềm lực thì anh em gọi là bỏ thêm để ăn mốc này mốc kia thì cũng cái đấy cũng từ từ. Đấy chắc phải đến lúc event ra chúng ta có cái trải nghiệm thực tế thì nó sẽ dễ hơn. Đổi lệnh tập kích nhận được trong quá trình chơi có thể đổi cho các vật phẩm quý giá, danh sách vật phẩm đá đúc tinh cần 18 lệnh tập kích, giới hạn là mua 2 lần. Đá đúc tinh này thì hình như là để nâng pháp bảo SR phải, từ 1 sao lên 2 sao sẽ cần 1, 2 sao lên 3 sao sẽ cần 2 vậy. Còn mốc sau nữa mình không biết, nhưng mà cá nhân mình nghĩ là những tựa game nhảy thì thường nó sẽ theo cấp số nhân, nghĩa là 1, 2, 4, 8, thường thường là vậy. Đá nâng siêu nghĩa là đá để chúng ta nâng vũ khí trang bị lên từ SR lên 1, 2, 3 sao đấy. Lệnh tập kích cần 10 và tối đa chúng ta đổi được 2. Sách võ quán quân cần 8 và chúng ta có thể đổi được 1. Trung khu lệnh X1 cần 4 và chúng ta có thể đổi được 3. Đá đúc tinh trung và đá nâng sao đá gì nhỉ? Từ đây à, đấy thì nhìn này nó dễ thì chỉ cứ đọc mất thời gian đấy. Đá đúc tinh trung thì chúng ta để nâng pháp bảo SR à, SR nhầm 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 đá nâng cấp cao sẽ để nâng đồ SR, nhưng mà mình thật sự là đến cá nhân mình bây giờ chơi đến cái giai đoạn tầm gần 60 ấy là mình thấy là cái đá và cái đồ SR bây giờ là thuộc diện mình toàn rớt xó. Không biết sau nhà phát hành có ra thêm cái tính năng ví dụ chúng ta quy đổi tầm 10 hoặc 15 viên này kia sẽ sang một viên đá để nâng đồ SR hay không, nhưng mà hiện tại là bây giờ rất là dư thừa. Anh em chỉ cần chơi một tháng là anh em dư hết. Tại vì mấy cái đồ ví dụ anh em còn để lại mấy đồ SR ấy, thì cũng mắc sao hết rồi. Có giai đoạn đầu thôi. Nói chung trong cái này thì cá nhân mình thấy là có sách võ quán quân, anh em nên ưu tiên đổi đầu tiên. Tại vì thứ nhất là nó cũng khá là rẻ, có 8 thôi. Và nó cũng là một cái rất là thiết thực. Nâng cho một con nhưng mà đến mấy con có thể dùng. Đấy. Tiếp theo nữa thì chắc sẽ là đá nâng cấp sao để nâng đồ SSR vũ khí ấy. Đấy. Tại vì sao mình ưu tiên cái đấy? Tại vì cái đá đúc tinh này thì không phải anh em nào cũng đổ SSR pháp bảo. Đấy, nghĩa là mình cứ bây giờ không SSR đi, mình nói vàng tím cho nó nhanh nhé. Nghĩa là cái pháp bảo vàng ấy nó rất là khó ra. Và ví dụ anh em có ra, anh em cũng ra được một hai món cũng không đáng kể lắm. Tại vì pháp bảo ấy nó yêu cầu là cần kích bộ nó rất là kia và cần kích bộ rất là khó. 2, 4, 6 món, nếu anh em muốn kích được cái dòng dòng ẩn của nó, anh em phải 6 món. Mà 6 món là cái gì rất là khó. Như nhiều anh em làm clip ấy,
họ cũng quay rất nhiều Kim Nguyên Bảo, họ cũng đầu tư rất là nhiều, mua rất nhiều gói này kia mà họ quay mãi còn chưa xong được một bộ. Thì anh em hiểu cái cảm giác nó chua nhào ấy. Nên cá nhân mình khuyên anh em trước hết đổi sách võ quán quân để chúng ta có thể nâng tinh thông. Tinh thông thì chả bao giờ thừa, sau thừa tính tiếp. Sau nữa thì chắc sẽ là đá nâng trang bị vũ khí, áo quần dây vân vân, đồ vàng. Cái đấy là thiết thực hơn, tại vì cái đấy thì nó không dễ, không khó kiếm. Nhiều anh em bảo là ui gì ông cứ vội thế, ông cứ bảo anh em đổi sớm xong này cũng thừa, đến khi nào mới thừa? Lâu lắm, anh em mới chơi được 1 tháng, bây giờ cùng lắm anh em được một bộ, một hai món này kia, 2 sao đấy. Nghĩa là tất cả các con anh em có thể trang bị được, nhưng mà nếu mà ở mức gọi là 2 sao hết thì khả năng là hơi khó, trừ những anh em là thuộc diện là nạp rất là nhiều tiền đấy, chứ còn lại mình thấy là khả năng khó lắm. Bột vàng đấy trời. Nói chung là trong cái đống này thì mình nghĩ là với cái tiềm lực của những anh em nào mà bỏ 10k kim nguyên bảo để mua ấy, thì mình nghĩ chắc chỉ đổi sách võ quán quân với lại cái đá nâng vũ khí vàng là hết. Chứ còn lại bây giờ thì tham đổi mấy cái kia thì hơi khó. Còn với những em nào tầm well ấy, thì dĩ nhiên sẽ là cái đá đúc tinh để chúng ta nên, để chúng ta có thể nâng pháp bảo rồi. Tại cái đấy nó khan hiếm hơn mà. Nói chung mình thấy ở cái vườn này là nó cũng không phải là cái dạng là ngon nghẻ lắm. Theo cái gọi là cái list phần thưởng chúng có đưa ra, à nhầm, nhầm nói chúng nó bậy nè. Theo list phần thưởng mà bên gọi là nhà phát hành đưa ra trên này thì cũng không được ngon nghẻ lắm. Nhưng nói chung là mình thì kia thì mình cũng sẽ chốt bài cho anh em. Mình thì cá nhân mình thì mình cũng nói rồi, nói chung chơi game này mình chơi lấy vui thôi, mình chơi gọi là chơi trải nghiệm này kia, còn làm clip nhiều khi gọi là làm cho vui, anh em ủng hộ thì nhiều khi mình có động lực để mình có thể làm, chứ còn anh em không ủng hộ thì nhiều khi về mình chơi ọp xong mình chán mình đi ngủ thế thôi. Nói chung kể cả anh em gọi là xem, nhiều khi anh em gọi là ví dụ góp ý này cái kia mình rất là đấy, cảm ơn. Cảm ơn nhiều, rất nhiều với những anh em nào quan tâm và ủng hộ. Dù có thể là nhiều khi lời nói anh em cũng hơi gọi là đắng cay một chút, nhưng mà nhiều anh em góp ý những cái rất là chân thành nên mình rất là ghi nhận, cảm ơn. Mình thì gọi là tiềm lực không có, không thể làm những cái clip của thực diện gacha mấy trăm lần này kia được. Nói chung mình cũng dạng kiểu chơi mình không có nhiều tiềm lực ấy. Nên mình cũng chỉ nạp những cái gói nó thấp thấp này, hay là những cái thẻ tháng duy trì để có thể lấy tài nguyên thôi. Nói chung những anh em nào thuộc diện là chơi mà đã xác định thuộc diện chơi về lâu về dài thì mình nghĩ là anh em cũng nên nạp những cái gói đấy để chúng ta có thể có tài nguyên để có thể là thuộc diện là chơi những cái event này kia để chúng ta lấy thêm tài nguyên giúp chúng ta mạnh hơn đấy. Còn sắp tới nếu mà nó có thông tin về những cái con tướng khác thì mình sẽ làm, nhưng mà mình cá nhân mình giỏi cũng lười lắm, nên mình cũng thấy là cũng cũng mấy anh em cũng đi du học này kia cũng làm clip về thông tin kỹ năng về tướng ấy, hoặc là những anh em nào chơi rồi anh em trải nghiệm rồi anh em review lại này kia thấy là cũng khá ngon. Cụ thể là đôi đôn chè với lại chu du. Đôn chè là một con tướng mà cá nhân mình được review lại và mình xem những cái clip của các YouTuber khác họ làm về game này thì mình thấy con đấy là một con rất là triển vọng với dàn tanh, có thể kẹp đa dạng đội hình, không nhất thiết là anh em phải đi theo một đội hình thuộc diện là chuyên cái búp của nó, anh em có thể kẹp tất cả đội hình. Nói chung bây giờ nó dạng kiểu một con tướng khá là tự do, tại vì theo mình thấy cái bộ kỹ năng của nó rất là khỏe, có khả năng thuộc diện là clear lính này, xong rồi thu hút hỏa lực địch này, chống chịu lung tung này, mà nó lại không phụ thuộc vào cái vấn đề là cái búp của gọi là bộ ba, mình hay gọi là cái búp SSR, búp xịn ấy, để cho nhanh đấy. Nó không phụ thuộc búp xịn, tại búp xịn mình thấy là hơi cùi. Mình thấy như như kênh Osu Gaming thì phải,
họ làm clip mình thấy cũng đúng, họ nói cũng có cái đúng là cái kích ba thì nó sẽ là tăng giáp theo thời gian, nhưng vấn đề là anh em có sống được không để mà tích số. Đấy cũng là cái rất là kia. Nói chung là đến cái lúc mà tướng ra thì chắc mình sẽ làm clip phân tích lại chi tiết, mong là nhà phát hành dịch cho nó tử tế chút, đừng dịch word by word không thì đọc lú lắm. Thôi, video cũng khá dài, cũng lan man linh tinh. Thế kia. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo, chủ đề tiếp theo, tựa game tiếp theo. Nói chung tựa game này thì mình vẫn thấy là một tựa game ok, mình vẫn sẽ làm clip đều đều với những cái chủ đề nó kia, nhưng còn ví dụ những cái chủ đề nó gọi nhạt nhẽo quá thì mình cũng không muốn làm lắm. Thôi, bye anh em.